So sánh thạch thực hộp và thạch thực túi, theo bạn thạch thực túi bao nhiêu gói mới bằng thạch thực hộp? Thạch thực hộp với trọng lượng 130g, vậy thạch thực túi 35g thì bao nhiêu gói? Đây là thạch thực túi, nhìn nó không được trong lắm mọi người ạ. Còn đây là thạch thực hộp, nhìn nó trong như thế này cơ mà. Mình sẽ thử thạch thực túi trước nhé. Nó có vẻ là nó không được thơm. Thạch nó cũng không được thơm lắm. Nó chua chua, của cả tóc ngắn này. Trái ngược lại với thạch dược túi thì thạch dược hộp nó rất là trong luôn. Thạch dừa nó rất là thơm, nước thì rất là mát. Nó khác hoàn toàn với thạch dược túi mọi người ạ.